Xin chào các bạn, đây sẽ là một tin vui cho những ai đã từng sử dụng phần mềm MATLAB, một phần mềm rất mạnh về đồ họa và tính toán kỹ thuật. Đó là MATLAB đã cho phép chúng ta trực tiếp sử dụng ứng dụng trên nền web. Chúng ta không cần cài đặt các ứng dụng như trước đây nữa. Tuy nhiên, để cài được ứng dụng này thì chúng ta phải tạo một tài khoản đăng ký. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản đăng ký cho ứng dụng MATLAB trực tiếp trên web. Trước hết, chúng ta gõ địa chỉ của trang ứng dụng trực tiếp MATLAB vào thanh địa chỉ để chúng ta đến trang đăng ký một tài khoản. Đây là link của ứng dụng trực tiếp MATLAB trên nền web. Địa chỉ này tôi có để dưới phần mô tả của video. Chúng ta enter để đến trang đăng ký một tài khoản dùng cho MATLAB trực tuyến. Tại đây, nếu trường hợp chúng ta đã đăng ký trước đó rồi thì chúng ta cứ việc nhập email để chúng ta tiếp tục thực hiện việc sử dụng. Còn trong trường hợp này là do chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta tiến hành đăng ký một tài khoản mới. Như vậy là chúng ta click vào ngay chỗ là J1, ngay dòng No Account để chúng ta thực hiện việc đăng ký một tài khoản MATLAB trực tuyến. Ở dòng email address, chúng ta sẽ đánh vào địa chỉ email mà chúng ta dùng để đăng ký tài khoản của MATLAB. Ví dụ là địa chỉ email tôi là lớphoc.vtv@gmail.com. Chúng ta chọn tiếp cái nơi mà chúng ta đang sinh sống, đó là Việt Nam. Tiếp tục, chúng ta chọn cái phần mô tả về bản thân của mình. Ví dụ là sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu hay là các nhà khoa học vân vân. Ở đây ví dụ tôi chọn là một nhà giáo và hay là một nhà nghiên cứu. Các bạn có đủ 13 tuổi không? Chúng ta click yes để chúng ta xác nhận là chúng ta đã đủ từ 13 tuổi trở lên. Xong, chúng ta click vào nút create để chúng ta thực hiện việc tạo tài khoản MATLAB trực tuyến. Rồi, chúng ta thực hiện một cái dòng thông báo như là MATLAB báo chúng ta là chúng ta dùng cái tài khoản nào. Chúng ta tiếp tục với cái tài khoản email mà chúng ta vừa khai báo. Chúng ta nhấn tiếp tục. Như vậy là quá trình tạo tài khoản cơ bản đã được tạo. Sẽ có một email gửi đến cái địa chỉ mà mail chúng ta đã thực hiện đăng ký. Chúng ta quay trở lại hộp mail của chúng ta để chúng ta vào cái thông tin mà vừa gửi đến để chúng ta xác nhận quá trình đăng ký. Rồi, tại đây thì chúng ta click vào cái dòng này để chúng ta kích hoạt tài khoản và chúng ta tiếp tục sử dụng cái ứng dụng. Chúng ta click vào đây để chúng ta kích hoạt tài khoản. Rồi, sau khi kích hoạt tài khoản thì chúng ta tiếp tục thực hiện khai báo một số thông tin cũng như là các cái yêu cầu bắt buộc từ trang ứng dụng của MATLAB. Rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta khai báo thì chúng ta đây chúng ta khai báo cũng được và chúng ta nhập password vào. Rồi, chúng ta nhập password vào. Chúng ta lưu ý password là yêu cầu là ít nhất là chúng ta có một chữ hoa và một chữ thường
rồi sẽ có một cái con số như vậy, chúng ta nhập theo yêu cầu ít nhất có một chữ hoa và một chữ thường và đồng thời có các con số. Rồi ngay dòng này chúng ta xác nhận lại kết quả mà chúng ta đã đăng ký trên. Rồi dòng này chúng ta chọn là chúng ta hồi nãy chúng ta đã khai báo chúng ta là nhà giáo, như vậy thì dòng này chúng ta chọn và chúng ta giáo viên ở các cấp nào. Chúng ta cứ chọn đại một cái thông tin liên quan ha. Rồi cái chuyên môn bộ phận công tác thì chúng ta cũng tùy theo trước đó chúng ta đã khai báo thì chúng ta cũng chọn đại một cái chuyên môn nào đó mà liên quan đến cái công việc mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta tìm, chúng ta chọn một cái gì đó ha, ví dụ là chúng ta chọn đại electrical computer. Rồi ra xuống dòng này, đây là một cái mà có thông tin chúng ta vào cái license plate. Chúng ta chưa có được thông tin rồi. Mình có các thông tin này thì chúng ta điền vào, nếu mà chưa có thì chúng ta bỏ qua và chúng ta sau đó chúng ta click vào accept để chúng ta chấp nhận các cái quá trình khai báo của chúng ta. Sau đó chúng ta click vào đây để chúng ta thực hiện việc tạo một tài khoản. Quá trình kích hoạt tài khoản của chúng ta xem như là cơ bản đã hoàn thành và MATLAB đang khởi chạy các cái ứng dụng liên quan để chúng ta thực hiện thao tác. Như trên màn hình chúng ta quan sát, chúng ta thấy đây là cái giao diện của MATLAB có đầy đủ các cái thông tin như khi chúng ta cài đặt cái phần mềm trên máy tính. Đây là cửa sổ thực hiện các cái lệnh cũng như là các cái cửa sổ để chúng ta quản lý các cái ứng dụng của chúng ta. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong việc đăng ký một tài khoản để sử dụng ứng dụng MATLAB trực tiếp trên nền web. Bài sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các ứng dụng cơ bản liên quan đến MATLAB. Chúc các bạn thực hiện tạo được một tài khoản MATLAB thành công để chúng ta sử dụng ứng dụng MATLAB mọi lúc mọi nơi trên một nền web, miễn sao chúng ta có một máy tính, có một thiết bị kết nối mạng, chúng ta không cần cài đặt trực tiếp như trước đây nữa.